Thì khi mà thầy chia sẻ như vậy thì mình cũng ghi nhận được cái thể lực của mình, cái thể chất của mình nó đang ở mức độ là thấp và mình cần phải cố gắng duy trì và rèn luyện. Đồng thời là đến cái phần tinh thần thì cái khóa thấu hiểu nội tâm thì em cũng có bén duyên với lại khóa thấu hiểu nội tâm ở K22, có đăng ký được 2 buổi nhưng mà chưa có thuận duyên để Được. học trực tiếp 21 ngày cùng thầy. Thì em đang tác ý là em sẽ học lại cái file ghi âm của thầy. Thì bây giờ em đang học đến bài số số 8. Bởi vì là học có một mình thôi nên là em cũng có những cái sự ngộ được. Và như em nghĩ rằng là nó sẽ không sâu bằng khi mà mình tham gia vào cái Zoom lớn và có cái năng lượng tích cực của các anh chị. Thì tác ý tiếp theo của em là em sẽ tham gia một cái khóa vào khóa gần nhất. Khóa gần nhất đây. Đó. Đó. Và cái thứ ba là các mối quan hệ xã hội thì thầy có đưa ra 2 cái tiêu chí, đó là quý mến và được tin tưởng. Thì từ khi mà em nghe cái file ghi âm của bên thấu hiểu nội tâm cùng với cái việc mà em nhận ra được cái giá trị của cái việc của cái thể chất ấy, thì em ý thức được cái việc là mình sẽ phải tự ý thức bản thân của mình để mình rèn luyện sức khỏe của mình. Bởi vì khi chỉ có khi thể chất nó khỏe khỏe lên rồi thì cái tầng nhận thức của mình nó cũng sẽ được lâng lâng dần đều, lâng dần đều lên. Đó, đó là cái buổi chia sẻ số 1. Và buổi chia sẻ số 2 thì thầy làm rõ hơn về về cơ thể của mình. Thì cấu trúc cơ thể là được được cấu tạo bởi 5 yếu tố, đó là đất, nước, lửa, khí và điện từ, đúng không ạ? Đất là những cái dinh dưỡng. Thì ở bình thường với những tất cả anh chị em chúng ta thì thường là sẽ tập trung vào cái việc là bồi dưỡng về phần đất, tức là thể lực của mình này, ăn uống ra sao này, đúng không ạ? Còn cái phần khí hay là phần nước, phần lửa và phần phần đất khí lửa đó, thì thường thì em không có hay để ý. Mới gần đây thì em bắt đầu mới luyện tập khí thông qua cái việc là tập ngồi thiền đó. Thì mới ý thức được cái việc đó, và sau cái quá trình mà tập ngồi thiền ấy thì cũng có những cái cải thiện về sức khỏe rất là nhiều, nhưng mình chưa giải thích được. Thì thông qua buổi hôm qua thì thấy thầy có giảng, thấy đó là cội nguồn của cái cội nguồn của sức khỏe đó là khí đó, và cái khóa dạ Cội nguồn sức mạnh bắt nguồn từ khí. dạ vâng ạ, cội nguồn của sức mạnh bắt nguồn từ khí ạ. Thì cái đó là em lại mường tượng rằng là vì sao mà trong cái thời gian vừa qua là mình có ngồi tập thiền mà cái việc là bị xoang của mình nó cũng giảm hơn rất là nhiều, cái giấc ngủ của mình cũng được cải thiện hơn rất là nhiều đó. Thì cái này thì em mới hơi ngộ ngộ ra thôi ạ, còn để ngộ thực thì phải trong quá trình rèn luyện tiếp theo của khóa đó. Và cái quan trọng nữa là cái điện từ để đưa về cái trạng thái cân bằng. Trong cơ thể mình thì có điện từ âm và dương và trạng thái cân bằng. Thì khi mà thầy có giảng cái phần này thì ở trong khóa thấu hiểu nội tâm thì em cũng được nghe thầy Thanh Toàn nhắc đến rất là nhiều cái trạng thái điện từ cân bằng và điện từ dương, nên là cũng có một cái ý thức về bản thân của mình hơn, đó là khi nào mà mình nhận thấy rằng là điện từ của mình đang âm ấy thì mình phải trở về ít nhất là phải là cân bằng đó, và lân dần đều lên là ở cái trạng thái dương để có cái tinh thần nó được thoải mái và an lạc hơn ạ. Đó, đó là cái phần mà em chia sẻ với thầy và anh chị. Hơn nữa là cũng ý thức hơn trong cái việc là mình uống nước ạ. Và ngay sau cái buổi mà thầy có chia sẻ về 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 cơ bản về cấu tạo của cơ thể thì em có ý thức về là cái việc em bổ sung vitamin B và sắt cho bản thân của mình. Đó là có cái hành động trực tiếp là như vậy. Dạ, biết ơn tất cả các anh chị, biết ơn thầy và các anh chị đã chứa đựng và lắng nghe của em, lắng nghe em chia sẻ. Dạ, em xin hết ạ. Bây giờ chị Phụng, chị có bị bắt không? Em thấy chị mệt lắm, chắc là bị chị Phụng là ở ngoài Bắc hay sao? Dạ vâng ạ, em ở Hà Nội ạ. Dạ, thấy chị mặt đau lạnh. À, dạ vâng, đúng rồi ạ. À, dạ. Chị cần chị nghe ghi âm cái buổi số 7 của khóa thấu hiểu nội tâm K24 này, chị nghe thêm buổi số 7 giúp em. Sau khi mà thầy giao lưu cùng với các chị học viên á, thì khoảng hình như là cái ghi âm nó khoảng sau sau 1 tiếng,
thì thầy có nói về cái khái niệm về cân bằng bát đại và thầy nói về cái sức khỏe trong đó. Chị nghe thêm để chị thấu suốt thêm. Trước giờ thì thể chất của chị thì với sức mạnh là thì chị có thể ghim giá cẩm một cái vật gì đó là bao nhiêu ký? Dạ, về thể lực của em yếu lắm thầy ạ. Yeah. Chia sẻ với thầy hơn một chút nữa là cái bên tay phải của em nhé. Bình thường là em hiện tại là em có hai cái trạng thái nó không được tốt lắm, là thứ nhất là bị cong cột sống do ngồi sai tư thế từ nhỏ ấy ạ. Đấy, và cái thứ hai đó là cái bên tay phải của em thì nó vừa mới phát sinh một cái vấn nạn, đó là nó bị đau bên tay tay trái đó. Nó có hai cái vấn nạn đó kèm theo cái việc là em thì hay ngồi làm mà việc ở trên máy tính ấy, rất là ít khi đi thể dục. Thế nên là cái tình trạng của em hiện tại nó cũng đang báo động. Thì em tác ý như thế nào thì em lại gặp được khóa học của thầy của WIT đó, thì em tham gia. Thì hôm qua có hỏi thầy giáo một câu ở trên 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 khung chat là thầy ơi em bị cong cột sống như vậy thì em có cải thiện được không, thì thầy có nói là chị ơi có, chị cứ kiên trì rèn luyện đi là có. Thế nên là em lại càng cảm thấy là hứng khởi hơn ạ, bởi vì em cũng có tác động vào đông y nhưng mà em thấy tình trạng không cải thiện được nhiều. Nhưng khi mà học thấu hiểu nội tâm thì thầy có nói rằng là có một cái niềm tin và mình có thể đổi hình ảnh được ý. Đó, thì em cũng đang tin vào cái điều đó và em cũng đang thực hành về điều đó. Dạ. Chị có tin là nếu như buổi ngày hôm nay chị nhận được khí, sức mạnh của chị thay Xin đổi không? chào thầy Phương đẹp trai. Chào thầy Dạ. Phương đẹp trai, lâu ngày quá thầy. Dạ, chào chị Thanh Vân. Chào thầy đẹp trai. Chị Dạ ơi, nếu chị. mà được như vậy thì đúng là vi diệu quá thế ạ, à, bởi vì nó là một cái vấn nạn. Thầy thầy toàn có chia sẻ rằng là đừng nhìn vào vấn nạn của mà đi giải quyết vấn nạn làm gì, mà cứ thay vào đó là mình đi tìm cái ánh sáng, thắp sáng bảy ngọn ngọn đèn trí tuệ lên để mình làm khai sáng tất cả. Thì nếu ngày hôm nay của em mà em đã thông được cái khí huyết trong người ấy, thì thứ thực là em chưa biết diễn tả bằng từ gì cả, nhưng mà em cảm thấy là đó là một cái ánh sáng thực sự là rất là chói ấy. Sáng chói luôn đấy ạ. Dạ. Chị sẽ thay đổi được sức mạnh của mình sau khi chị nhận được khí trong vòng tích tắc thôi. Sức mạnh sẽ thay đổi trong vòng tích tắc nếu như chị nhận được khí. 2 tuần vừa qua thì Phương ở ngoài Hòa Bình, nói các anh chị ngoài Bắc ấy, gần với Hà Nội với chị Phùng, thì hỗ trợ cho chương trình đào tạo cho doanh nghiệp ngoài đó. Thì Phương đứng bên cái mảng thể chất, thì với lộ trình là 6 ngày 5 đêm, thì đến ngày thứ ba thôi, thì tức là mỗi buổi sáng các anh chị sẽ có một khung giờ khoảng tiếng rưỡi để tập luyện thay gân đổi cốt, buổi chiều khoảng tiếng rưỡi để tập mở khớp. Thì sau ngày thứ ba, ngày thứ tư thì các anh chị đã siêu hóa không dông 1.000 cái xinh tươi, 1.000 cái siêu hóa đó nha, xinh tươi. Rồi đến ngày thứ thứ năm chạy 10 cây số, chạy 10 cây số về đích xinh tươi. Thì dù là một người chưa từng vận động nhưng mà các chị đã làm được điều đó. Có những người chia sẻ đó là bị suy giãn tĩnh mạch, có cái chị kia suy giãn tĩnh mạch mà chạy đạt được giải ba luôn, mới ghê chứ. Thì sau khi nhận được khí á, sức mạnh của mình thay đổi đó, sức bền cũng sẽ thay đổi, sự dẻo dai cũng sẽ thay đổi. Rồi có bạn kia thì trước giờ bê cái bình nước khoảng 20 kg, cả nhà bình nước mà khoảng 20 lít đó, thì bê không nổi. Thì Phương mời bạn lên để nhận khí và chỉ hiện thực. Thì sau khi cho bạn nhận khí xong, bạn thì khoảng tầm 40 kg, bạn bế một người 40 kg lên đi nhẹ ghe, tiếp tục
cho một người 60 kg lên bạn tiếp tục bế đi rất là nhẹ nhàng, và 60-70 kg thì ngay lúc đó bạn ẵm đi rất là nhẹ, dù là trước đó bạn sức cái sức mạnh của bạn á bê bình nước không nổi, nhưng sau khi nhận được khí thì sức mạnh đã thay đổi. Nên chị phụng hành tí nữa nhận khí ha. Dạ vâng ạ. Và em mong chờ ạ. Cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe. Bộ môn thay gân đổi cốt nó là một bộ môn nền tảng để cho các anh chị chơi bất kỳ mọi loại vận động nào. Tí xíu nữa Phương sẽ chia sẻ thêm cái này các anh chị sẽ rõ hơn ha. Bây giờ Phương xin mời chị Lan đi, thấy chị Nguyễn Thị Lan giơ tay nè, em mời chị Lan. Em mở mic rồi đó chị Lan. Chị Lan ơi, chị Nguyễn Thị Lan, chị Nguyễn Thị Lan ngồi. À, thấy chị giơ tay nhưng mà không thấy chị lên tiếng thì tôi xin phép hạ tay ha. Dạ, xin mời Trần Kim Vàng. Em mở mic vào. Dạ, em kính chào thầy, kính chào tất cả các anh chị tham dự học qua Zoom. Em thì em xin chia sẻ cái hiện thực là em rất là may mắn em học cái khóa offline K06 á thầy. Ở ấy thì sau khi mà em nhận khí, em học hình như là ngày thứ ba, thứ tư gì đó em không nhớ. Thì em được thầy Sơn hay gì đó mở 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 khí thải á thầy. Và em học mới có 3 ngày thôi thì lúc đó em mới có 50 kg thì em hơi ốm. Thì sau khi mà em mở ký rồi là em bầu được bạn Hòa ở Đà Nẵng á, 80 kg luôn á thầy, biểu diễn á. Cái đó là em chia sẻ hiện thực để cho cả nhà mình tin vào điều đó, là em bồng được bạn Hòa 80 kg luôn á, bồng đi tới đi lui, đi tới đi lui. Rồi sau đó thầy chỉ cho em đứng trụ á thầy, đứng đứng trụ đợi á, thì ba bạn nam đẩy là đẩy, em không có lùi. Nhưng mà trước đó thì thực chất là em ốm và em cứ nghĩ là mình yếu, nhưng mình và em cũng bưng mình nước không nổi ở cơ quan em, mà mỗi lần mà bưng cái bình nước uống như thầy nói mà để lên cái thùng nữa cho nó nóng thầy, là em cũng không bưng nổi luôn. Nhưng mà sau khi mà em học mở khí rồi em biết cách đó, thì em đưa khí ra tay rồi chưa thầy dạy, thì như nhất ngày thứ ba thứ tư gì đó là em vòng được bạn Hòa đó. Bạn Hòa là 80 kg, trong khi đó là em có 50 kg thôi. Nhưng mà bây giờ thì em học thì em biết ăn uống, em tập thể dục thì em lên được 55 kg rồi. Dạ, đó là em xin chia sẻ hiện thực. Biết ơn cả nhà lắng nghe. Biết ơn chị Vàng, biết ơn hiện thực của chị. Xin mời chị có tên là gì ta? Chị Hương. Chị Hương ạ. Em mở mắt rồi đó chị Hương. Dạ, chào thầy, chào cả nhà. Em tên là Hương ạ. Em có một cái vấn đề về 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 về, về tinh thần. Dạo này em có những cái căng thẳng trong cuộc sống, tinh thần nó bị xuống quá. Thế thì có một người bạn giới thiệu em đến cái buổi học này, thì em cái khóa học này thì em trước cái khóa học này em có tham gia 1 đến 2 buổi, là lúc đấy khóa học đang đang đi vào những cái buổi cuối của hành trình 12 cái động tác thay đổi gân cốt ấy ạ. Thi gần được cốt 12 động tác thi gần được cốt. Dạ, thay gân đổi cốt gì đấy, vâng ạ. Thế là em có tập thì em thấy thích lắm. Thế sau đó thì đến khi mà cái khóa học này bắt đầu á, thì em đăng ký tham gia. Thế nhưng mà em thấy những cái buổi lý thuyết á, thì em thấy tại vì là có thể là em cũng vội vã quá và em hơi bị mệt. Thế em nghe thì có những lúc được lúc không. Thế nhưng mà em mới tìm đến một cái video clip của thay gân đổi cốt của một cái thầy thầy gì ở trên 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 YouTube ấy ạ. Nhưng mà em tham gia cái khóa đấy, à, em tập cái khóa đấy, cái thầy ghi hình đâu được 50 phút.
thì em tập đến những cái đoạn cuối cùng em bị ói. Thế em đang muốn hỏi thầy là cái này là phải theo lộ trình hay như thế nào không? Tại vì là thầy hướng dẫn, cái thầy ghi hình trong 50 phút đó thì cũng đưa những cái biện pháp bổ trợ cơ bản. Sau đó là tập tập 12 cái động tác. Nhưng mà tập thì em tập được đâu khoảng 7 động tác là em bị ói. Em đang muốn Bị thiếu khái niệm trong quá trình tập luyện. Hành trình 21 ngày là buổi những nó đi những cái buổi từng buổi với nhau, còn chị đi như vậy gọi là nhảy cốc nên bị à. thiếu các khái niệm trong tập luyện ở thầy gần đuổi cốt, chưa Dạ. biết được khí, chưa biết cách vận khí như thế nào rồi vô tập nó bị chóng mặt trong quá trình tập. Ở quýt của Dạ. mình không có up video lên trên trang YouTube nghe cả nhà. Quýt của mình Dạ không không có có. Với tập à. luyện thì thay gân đổi cốt là không có ghi hình lại để up lên cho các anh chị học lại, mà là mong muốn các anh chị mỗi ngày đều lên tập. Tại À, vì vâng ạ. ngày hôm trước sẽ hỗ trợ cho ngày hai, ngày hôm nay hỗ trợ cho ngày hôm sau, nó đi theo một cái lộ trình như vậy đó. Tại vì chị nhảy cấp, chị vô chị tập vô trong một cái buổi đó 12 động tác, mà trong khi đó trước đó chị chưa có nhận khí, chị chưa biết cách đặt ý chuyển khí vận khí như thế nào, chưa biết cách gì hết, chị vô chị tập theo nó sai cách là nó bị ói chóng mặt là đúng rồi. À vâng ạ, thế thì để em yên tâm, em chỉ có cái thắc mắc vậy thôi. Thì thấy em tập thì những cái buổi mà hướng dẫn những động tác đơn lẻ thì em thấy thích lắm, nhưng mà em có thể là do em nôn nóng quá vì em đang bị bệnh, em muốn muốn nó ngay. Thế em cảm ơn thầy đã trả lời câu hỏi, và em mong là sau sau 21 ngày thay gân đổi cốt này em sẽ có những cái thay đổi triệt để về cả thể chất lẫn tinh thần. Đừng có vội quá Dạ. làm nhanh cũng không đúng, có phải vội quá làm nhanh quá không đúng đúng không, bị ói liền không, mà chậm quá cũng đúng, mà làm đúng nó mới đúng. Dạ. Thì Vâng. tại vì vội quá cứ nghĩ rằng là tập luyện nó sẽ khỏe, nhưng không phải, tập luyện nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà mình lại quên đi những cái buổi người ta chia sẻ về các khía cạnh về sức khỏe, về tinh thần, sức khỏe về về xã hội, cái mình bị thiếu các cái điểm về sức khỏe, cái mình nhảy vô mình vận động cái nó bị phụ, nên chị đừng có Dạ. vội đi, cái này là những buổi rất quan trọng. Còn những buổi sau á, có thể mình nghĩ mình thiếu một những cái buổi đó cũng không sao, thì hôm sau mình tập lại, tức là mình đã trang bị cho mình một cái khái niệm nguồn ở trong cái lộ trình tập luyện này rồi. Vậy thì ngày hôm sau các anh chị vô, các anh chị nhận được hết tất cả các khái niệm nguồn rồi vô cái lộ trình bài tập, thì bây giờ có thể ngày hôm nay tôi nghỉ vận động một bữa, cái buổi trưa này tôi nghỉ vận động do tôi bận công việc quá, nhưng mà chiều đó tôi có thể vận động lại được, tự tôi có thể tập được, tại vì tôi nắm được các khái niệm để tôi tập. Vâng. Vâng ạ, em cảm ơn thầy. Tí xíu nữa cái chỗ này của chị em sẽ nói một cái này nữa là chị sẽ rõ hơn nha. Dạ. Rồi Dạ, Phúc, cảm ơn thầy. chị dùng lên và biết ơn chị luôn. Dạ, cảm ơn thầy. Mời chị Dung Lê à. Dạ, em chào thầy cả nhà. Em xin giới thiệu, em tên là Dung, sinh năm 1984, hiện đang sống ở tại Bà Rịa Vũng Tàu. Nhân vật của em là chị Trần Thị Yến Thanh. Nãy thầy nói là chia sẻ cái bài học tâm đắc mùa ra, thì em cũng muốn chia sẻ, nhưng mà tại vì là hôm qua là học là cũng nghe thầy nói đến bữa sau là đến khúc sau là vô ngủ, không có nghe trọn vẹn cho nên không dám đưa tay. Đến khi thầy nói là chia sẻ cái mong muốn thì em nhớ là trước trước đây là em có cái nghi vấn là mong muốn tìm một cái môn nào đó, thể dục nào đó mà để cho mình khỏe mạnh toàn diện. Thì giống như là cái nghi vấn của mình nó xong, đến khi là gặp được cái được quýt đó, thì có cái môn thay gân đổi cốt này thì em thấy là đó, tập thì mình cũng cải thiện được sức khỏe, khỏe toàn diện đó. Em thấy nó vi diệu quá, là mình mong cầu cái gì đó là từ từ nó
cực, theo cái nghi vấn tích cực thì nó sẽ đến. Đó. Khi mà học đầu tiên, lớp học đầu tiên á, học thay cái nổ cốt á, thì em cũng làm theo thầy, xong rồi cũng nhận được khí liền. Em thấy nó vi diệu quá, giống thầy chỉ lấy khí ra tay thì em cũng đang làm ra tay, rồi đưa khí ra đâu thì em cũng cảm thấy là nó đóng ở chỗ đó. Em thấy trời nó vi diệu quá. Lúc đó em gặp cái ngạo mạn nội tâm á thầy, là nói nghĩ là mình sẽ là gặp được quýt rồi, là từ nay vấn đề sức khỏe mình là không phải lo gì nữa, biết có lớp sức khỏe là có lớp thay gân nội cốt rồi, là lớp nội tâm mình có cái ngạo mạn nội tâm như vậy. Dạ em xin chia sẻ cái hiện thực của em là mới đây á, thì là cả nhà là đi đi chơi biển, thì ba em là cũng tám mấy tuổi rồi, thì là khi về á, đi biển ra xe á, thì ba cũng mỏi chân, thì là em cũng muốn cõng ba, nhưng mà lúc đó là do cầm hai tay xách đồ á, thì không cõng được. Thì đến lúc gần ra tới xe khoảng là 20-30 mét á, thì em trai lại, xong em đưa cho em trai nắm hai cái bịch đồ, xong em cõng ba một đoạn. Xong thế lúc đó em thấy cũng bình thường, tại mình học khí rồi mình biết rằng. Xong mấy anh chị đó, ôi trời ơi, giỏi vậy, giỏi vậy, cõng được luôn hả, xong mà giỏi quá vậy. Em nói là tại tập là thay gân đổi cốt á, cho nên là tập là thể dục thay gân đổi cốt cho nên khỏe vậy đó. Dạ em chia sẻ như vậy thôi, biết ơn thầy ở nhà lắng nghe. Sao mà run dữ vậy? Hồi hộp thầy. Thả lỏng cái nói chuyện thôi, có gì đâu phải run. Nói đây đỡ run, bữa phát biểu ở bên lớp nội tâm á, thì trước khi mới em đưa tay lên cái là em run đập thình thịch, đến cái thầy toàn thầy gọi 3-4 người em mới đỡ run. Chia sẻ chuyện cách ha, Dạ đó là biết ơn trước dạ trân tiên. trọng biết ơn, dạ trân trọng biết ơn cả nhà đã lắng nghe, dạ trân trọng biết ơn thầy ạ. Thì chị sẽ đỡ được cái việc hồi hộp. Dạ Thì Phương cũng vậy á, khi chuẩn bị lên một chương trình gì mới á, Phương cũng hồi hộp lắm, dù là mình đã từng từng chia sẻ nhưng mà tim đập thổn thển lắm cả nhà, run lắm. Nhưng mà tới khi lên một cái là hết run. Thì trước khi mình lên như vậy, mình có một cái sự run như vậy á, thì nó cũng không có gì, mình cũng không có để mình bị ngạo mạn. Mình không có bị ngạo Dạ. mạn. Rồi chắc nữa đó là nhảy cardio hay là đắt gì đó để cho nhịp tim nó tăng lên, nó hết run Sao để nhịp tim nó tăng lên thầy? ha. Đắt nhảy cardio với bạn Nhảy căng. tăng. Dạ. Đó, hồi nãy chị chia sẻ có một bài học rất hay đó cả nhà, đó là sự ngạo mạn. Tại vì ngạo mạn nó sẽ đốt phước báo của mình, mà trong khía cạnh sức khỏe này của mình á, nó có một cái gọi là phước báo bên sức khỏe, nên khi phước báo bị đốt ra nó sẽ ảnh hưởng tới. Dạ đúng thầy, giống như năm đó là đây em cũng vướng nhiều cái về về sỏi thận rồi viêm khớp gối đó. Là một năm ở đây là em cũng tập trung là thi công chức á, xong em cứ tập trung học thôi, em cũng ít không có vô lớp tập, em tự tập mà tập cũng rất ít nữa, em cũng bị cái năng lượng đó nó âm á, cũng bị vướng rất là nhiều cái vấn đề về sức khỏe. Dạ Rồi, biết ơn chị Dung Lê dạ biết ơn thầy và cả nhà. ha. Trước khi lên chia sẻ, mình gạch ra vài đầu dòng những cái trọng điểm gì đó mình muốn chia sẻ. Dạ. Thì chia sẻ chị sống có bị gung, tại vì lúc này mình có trọng điểm để mình nói thì Dạ. mình. Lúc nãy trước là em cũng có nghĩ nghĩ em sẽ nói ý gì đấy. Nghĩ trong đầu á. Và lúc này mình có một cái thông điệp mình muốn truyền tải tới người nghe là gì? Dạ. Một mục đích, hai mục đích, ba mục đích gì đó. Cái mình lên mình chia sẻ thì nó cũng có bị lan man đi. Dạ. Thì Biết chia ơn sẻ thầy ạ. kinh nghiệm ha. Đi các anh chị. Rồi, xin phép tắt mic và hạ tay của chị. Có mấy anh chị nhắn tin trên khung chat hỏi Phương là tập mấy bài tập gì đó, thì các anh chị tập hết lộ trình tập thay gân đổi cốt này đi.
cơ chế làm sao thì nữa thì Nhân nói cho cả nhà. Hôm nay việc của Phương là lên có hai mục đích. Mục đích thứ nhất để các anh chị nâng nhận thức của mình lên trong quá trình sức khỏe và vận động. Mục đích thứ hai đó là các anh chị nhận được khí, thay đổi sức mạnh của mình. Thì chia sẻ lại chỗ chị Phương hồi nãy gặp vấn đề rồi, đó là mong muốn tập luyện cái gì đó để mình thay đổi sức khỏe của mình, tức là vận động để thay đổi được cái sức khỏe, nhưng mà lại càng càng bất ổn hơn. Vậy thì khi các anh chị vận động ở đây nè, có một cái khái niệm đó là sức khỏe hay là sức khỏe. Thì hôm trước các anh chị đã được thầy giáo Nhân chia sẻ về khái niệm về sức khỏe là gì rồi, đó là một trạng thái thoải mái toàn diện về tinh thần, xã hội và thể chất, nó có ba tiêu chí. Vậy thì bây giờ khi các anh chị vận động, vận động các anh chị nào đang có giấy viết các anh chị ghi vào lại giúp Phương hai từ này. Phương ơi, thì Phương rất quay thì Phương lên nhé. À, chỉ cần anh chị để Phương có like tôi lên. Rồi, các anh chị nhìn thấy cái bảng có bị ngược không? Các anh chị chữ viết có ngược không hay là đang thuận? Đang thuận rồi thầy, rõ rồi đó thầy. Các anh chị thương nghe. Rồi, vậy thì một câu hỏi đặt ra cho chị Hương luôn ha. Đó là vận động để mình có sức khỏe, hay là các anh chị có sức khỏe rồi các anh chị vận động? Giống như hồi nãy chị Hương nói gì đó, thấy bài tập thay ngàn nội cốt này hay quá, thích quá, ham muốn cố gắng để vận động để cho mình mau khỏe, nhưng mà kết quả là chị bị ói rồi mọi cái. Hay là đâu đó trước giờ các anh chị là chạy bộ tập luyện các bài tập gì đó, mình vận động cái để mình mong muốn có sức khỏe. Đây có anh chị nói là vận động để có sức khỏe. Xin mời Kili đi, Kili giơ tay nè, mời Kili. Thầy, cảm ơn cả nhà lắng nghe. Em xin nói là mình phải có sức khỏe mình mới vận động được. Tại vì mình không có sức khỏe thì làm sao mình vận động? Vì là với chị là có sức khỏe rồi mới vận động. Dạ. Chỉ cần chị Kỳ Lì ha. Dạ, cảm Sao ơn thầy. không? Sao ạ? Họ mong muốn gì họ thay đổi sức khỏe của họ mà họ vận động. Rồi xin mời hạ tay hả? Kim Trương. Xin mời Kim Trương. Em mở mắt rồi Theo em thì phải vận động thì mới có sức khỏe, rồi khi có sức khỏe rồi thì mình mới cải thiện được cái những cái bên trong của mình. đấy. Dạ. Dạ em xin hết ạ. Em cảm ơn thầy. Nhưng mà đâu đó của những người họ vận động xong rồi nhưng mà về họ không khỏe không cả nhà. Có một số người họ chơi về các môn thể thao, ví dụ như đạt các giải chạy marathon rồi đó, nhưng quay lại cuối cùng thì sức khỏe của họ bất ổn, xương khớp của họ bị tổn thương. Phương có một người anh ở bên Đài Loan đó, ảnh giành các giải huy chương về chạy bộ, các giải marathon á, huy chương nhiều lắm, nhưng rồi bây giờ về vấn nạn về xương khớp của anh bị bất ổn, khớp gối các khớp rồi nó bị tổn thương. Xin mời Hoàng Mến.
mời thầy mở ra. À, thưa thầy, là theo em thì vận động thì sẽ có sức khỏe, bởi vì là em cứ rút từ mình mà ra. Tức là trước đây em bị viêm đa khớp dạng thấp thì lúc bấy giờ là em là gần như bị sập rồi, tổng nghiệp tức là bị đổ nghiệp là rất nặng, vô cùng nặng. Thế sau đó thì em đọc một cái bài của một lương y gì đó viết, thì em cũng không không nhớ tên lương y đó, nhưng mà em biết là nguyên nhân của bệnh đó là thực thần và khí. Thì khí ở đây là mình phải vận động, mình phải tập. Thế sau đó thì em đã gượng em tập yoga. Những ngày đầu tập cực kỳ đau đớn và khó khăn. Thế và em tập dần từ những cái bài đơn giản nhất. Thì sau đó là cái khí của em, nó cơ thể của em, cái sức khỏe của em nó dần dần được cải thiện. Và nó được như bây giờ. Thì cách đây là 10 năm rồi thầy ạ. À. Thì em nghĩ là vận động để có sức khỏe. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Không Cảm ơn sao cả nhà. nhưng mà ngày hôm nay sau khi các anh chị vận động lại sẽ càng khỏe hơn, thì các anh chị thay đổi một thêm một cái nhận thức này nữa. Vậy thì có phải ngày hôm trước các anh chị được giao lưu cùng với thầy giáo nhân, đó là sức khỏe của mình, đó là một trạng thái thoải mái về tinh thần, xã hội và thể chất. Vậy thì bây giờ các anh chị bước ra, các anh chị vận động, các anh chị chạy bộ đi, các anh chị chạy bộ, nhưng mà việc các anh chị chưa trang bị cho mình một cái sức khỏe tốt, thì theo các anh chị ra, các anh chị chạy, các anh chị có thấy khỏe không? Sau khi chạy về xong, các anh chị thấy khỏe không? Khỏe đúng không? Nhưng mà nếu ngay lúc này các anh chị trang bị được cho mình một cái sức khỏe tốt rồi, cái các anh chị ra, các anh chị vận động, thì vận động nó lại càng khỏe hơn. Tức là sao ạ? Các anh chị trang bị cho mình một cái sức khỏe nó tốt rồi, cái mình vận động, vận động để tốt hơn, để khỏe hơn, chứ không phải là tôi cố gắng tôi vận động để tôi có sức khỏe, mà là các anh chị có sức khỏe rồi các anh chị vận động, rồi sau khi các anh chị vận động thì các anh chị lại càng khỏe hơn. Các anh chị nắm được ý này không? Vậy thì sức khỏe ở đây của mình là gì? Đó là sức khỏe tinh thần, sức khỏe xã hội, sức khỏe thể chất. Vậy thì các anh chị đã trang bị cho mình ba cái này chưa? Sức khỏe về tinh thần của mình các anh chị đã có chưa? Khi vận động các anh chị có được sự an vui khi vận động chưa? Có được sự trân trọng biết ơn với cơ thể này khi mình vận động hay chưa? Có bao dung cho cơ thể của mình khi vận động hay chưa? Rồi sức khỏe về xã hội của mình có được cái sự quý mến, tin tưởng hay thân thiết, hay trong quá trình vận động cùng với nhau nè, giữa nhóm con người vận động với nhau thì mình có được một cái sự quý mến con người chưa, hay mình gặp người đó mình cảm thấy khó chịu trong quá trình mình vận động, có cảm thụ được duyên lành của mình hay chưa? Đó, tức là các anh chị đã trang bị được cho mình có sức khỏe hay chưa? Rồi sức khỏe về thể chất thì mình có 5 tiêu chí, đó là sức mạnh, sức bền, dẻo dai và thăng bằng. Vậy thì bây giờ sức bền của mình có chưa, dẻo dai có chưa, tốc độ có chưa, sức mạnh có chưa? Vậy thì khi các anh chị trang bị được ba cái này, các anh chị bước ra, các anh chị vận động, chạy bộ, đạp xe, bơi lội gì đó là nó lại càng khỏe hơn. Nó lại càng khỏe hơn. Vậy thì trong quá trình vận động chạy bộ nè, các anh chị có an vui không? Sức khỏe tinh thần của mình lúc này nè, các anh chị có an vui khi chạy không? Thì hôm vừa rồi Phương chuyển giao cho các anh chị ở cộng đồng doanh nghiệp về kia, thì tại sao đến ngày thứ năm thôi là người ta đã thông dong chạy 10 cây số về đích xinh tươi. Người ta về đích, người ta nhận huy chương, người ta rất là xinh tươi, chỉ cần việc vô xả cơ thôi là xong. Và ai cũng rất là tươi cười. Vì thì nó nằm ở khía cạnh đó là sức khỏe của tinh thần. Khi họ vận động, họ có sự an vui, họ có sự trân trọng biết ơn. Rồi nguyên một tập thể như vậy, chạy như vậy, cái họ cái sức khỏe về xã hội của họ cũng được nâng lên. Rồi về thể chất của họ thì những ngày trước đó là Phương đã trang bị cho thể chất, đó là sức bền đã thay đổi, sức mạnh đã thay đổi, tốc độ cũng thay đổi,
Rồi, dẻo dai cũng thay đổi. Vậy thông qua đâu? Thông qua cái này là cả nhà, đó là phương trang bị cho họ về thể chất á, là trang bị cho họ cái này nè. Không khí. Rồi gân mạnh, cộng gân lên rồi cơ, rồi khớp, thì làm sao để người ta squat 1.000 cái thông dong, chạy bộ 10 cây số thông dong, thì nếu như không không cho họ nhận được khí, cơ thể họ không có thông được khí á, thì làm sao họ chạy mà họ sinh tư như vậy được. Có thể chạy, những anh chị chia sẻ với Phương là lúc trước chạy vài trăm mét thôi là phải thở hổn hển, mà cái đường chạy đó không phải là đường phẳng các anh chị, ở ngoài Hòa Bình mà cái khu resort nghỉ dưỡng trên nó là một cái đồi núi, nên cái cung đường chạy nó có dốc lên dốc xuống. Vậy thì nếu như lúc này mà khí của họ không thông được, họ bị hụt khí hụt hơi, họ chạy họ đuối sức liền. Rồi nếu như cái cọng gân của họ không khỏe lên thì làm sao tương trợ cho quá trình họ vận động tốt, cơ không săn chắc, khớp không mở ra. Ví dụ thôi, khớp háng của mình, cái khớp hông ngay đây nè, nó bị bó, nó dính lại, nó không mở ra được, thì các anh chị chạy một hồi nó đuối cái chân lắm, nó nặng cái chân, tại vì khí không thông xuống được chân, chạy họ nó sẽ bị đau, tại vì việc mình chạy nó ngay cái hông này nè, cái hông nó bó lại, các anh chị chạy nó cực lắm. Rồi khớp ngực khớp vai thôi không mở ra được thì làm sao quá trình khí nó lưu thông xuống tốt, nên như vậy đó là khớp họ mở ra được, mình đưa vô lộ trình tập khớp mở ra thông khí cho họ nhận được khí, tập thay gân đổi cốt nhận được khí, làm cho cọng gân của họ từ nhỏ mà nó lên to lên, đó là mạnh cọng gân lên. Vậy thì lộ trình ở đây thay gân đổi cốt, tức là cái cọng gân của các anh chị được thay đổi, nó được mạnh lên, nó được to lên, rồi cái nhóm cơ lõi ở lưng của họ được phát triển, được dày lên. Thì khi các anh chị nè họ như thông được khí nè, họ mạnh được gân nè, cơ bắp của họ thay đổi nè, cái cơ lõi họ phát triển nè, khớp họ mở ra nè, thì quá trình squat 1.000 cái rất là đơn giản đối với họ. Sau khi làm xong 1.000 cái rồi, xuyên đứt vài cái và họ cảm thụ được gần giống như chỉ mới bắt đầu thôi. Rồi chạy bộ về đích cái vòng cuối cùng á, mọi người rất là xinh tươi, rất là xinh tươi. Vậy thì nó nằm ở việc đó là thể chất của họ đạt được thông qua, họ nhận được khí, cơ thể họ thông khí, cọng gân họ mạnh lên, cơ của họ thay đổi, cơ lõi thay đổi, khớp của họ được mở ra, thì sức mạnh, sức bền, dẻo dai, thăng bằng, tốc độ của họ được thay đổi, được nâng lên, thể chất lúc này được nâng lên. Rồi sức khỏe tinh thần của họ thì được học tập trong lộ trình đó luôn, đó là học về nội tâm. Thì các anh chị có được trang bị cho mình cái sức khỏe về tinh thần, có được sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn, thì các anh chị ứng dụng vào trong quá trình chạy bộ. Rồi trong lộ trình đó thì sao ạ? Nâng cấp cái mối quan hệ lên, thì những cái mối quan hệ từ những người chưa quen biết với nhau, cái họ nâng cấp lên quý mến nhau. Vậy thì bây giờ đó, các anh chị đừng có cố gắng ra mà vận động để mà mình có sức khỏe, trong khi đó mà mình chưa trang bị được sức khỏe của mình. Đừng có cố gắng ra mà để cố vận động để cho mình khỏe, trong khi mình chưa trang bị được sức khỏe của mình tốt lên. Chỉ cần các anh chị ngay chỗ này nè, các anh chị trang bị được sức khỏe của mình tốt lên nha, cái các anh chị vận động lại càng khỏe hơn nè, có sức khỏe nè vận động thì lại càng khỏe hơn, có sức khỏe vận động lại càng khỏe hơn, các anh chị hiểu không? Vậy thì khi các anh chị có sức khỏe, các anh chị vận động, rồi các anh chị vận động thì sức khỏe của mình tốt hơn. Trang bị cho mình một sức khỏe tốt rồi mình vận động,
để sức khỏe mình lại tốt hơn nữa. Anh chị nắm được ý này không ạ? À? Có anh chị nhắn trên đây hả? Siêu quá, ôi được 20 cái là thở rồi hả? Thì ngoài kia với anh chị ngoài kia cũng vậy á, lúc đầu cũng tầm 20-30 cái thôi, nhưng mà sau khi ngày thứ ba ngày thứ tư thôi, người ta siêu quá 1.000 cái thông dòng. Thì mấy khóa trước thì gần được cốt của mình ở đây thì các anh chị cũng làm được, mà các anh chị cũng đạt được siêu quá 1.000 cái, nhưng mà như khóa vừa rồi thì Nhân không có làm. Cho những khóa trước là Phương có làm 21 ngày, đến cái buổi thứ 20 thôi là cùng nhau xì quá 1.000 cái, xin đích tìm vài chục cái nữa. Có cô chia sẻ với Phương thì cô cũng tầm U70 á cả nhà, cô chia sẻ với Phương cô cũng xì quá 1.000 cái nhẹ nhàng lắm. Ha các anh chị trang bị cho mình có một cái sức khỏe tốt, cái các anh chị vận động, vận động để mình lại khỏe hơn nha, trang bị cho mình sức khỏe tốt, cái mình vận động sau khi vận động lại càng khỏe hơn. Chứ mình đừng cố gắng mình vận động mà trong khi đó mình chưa trang bị cho mình một cái sức khỏe tốt. Vậy thì để trang bị cho mình một cái sức khỏe tốt thì các anh chị cần có các tiêu chí, đó là sức khỏe tinh thần, sức khỏe xã hội, sức khỏe thể chất. Vậy thì tinh thần thì mình cần có sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn. Xã hội thì các anh chị cần có quý mến, tin tưởng và thân thiết. Vậy thì hai cái sức khỏe này thì các anh chị học ở lớp thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui. Thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui, các anh chị sẽ đạt được hai cái sức khỏe này. Sức khỏe thể chất thì ở đây các anh chị đồng hành cùng với Phương, đó là tập luyện thay gân đổi cốt thông qua việc các anh chị nhận được khí, tập các bài tập để mình mạnh cộng gân lên, nhóm cơ được thay đổi. Khớp thì ở đây mình chỉ làm một phần nhẹ thôi, nhưng các anh chị đăng ký thêm cái lớp mở khớp của cô Nhanh, cũng của Quýt mình luôn, cũng trong cái link đăng ký của tổ chức đào tạo Quýt đó, các anh chị theo dõi ở đó, khi nào có link đăng ký đó, các anh chị tập các khớp được mở ra, tuổi thọ của mình sẽ tăng và dáng sẽ đẹp hơn ha. Khớp vậy thì thể chất các anh chị trang bị giúp Phương 5 tiêu chí: sức mạnh, sức bền, dẻo dai, tốc độ, thăng bằng. Thì có thể đối với chính mình chưa được chọn những người kia, nhưng mình đã trang bị được như vậy tốt rồi, khi các anh chị có cộng gân nó mạnh, cơ lỗ phát triển, khớp mở ra, thì có phải khi các anh chị ra vận động các anh chị hạn chế được cái sự tổn thương cho cơ thể không, hạn chế cái sự tổn thương khi các anh chị vận động, khớp của các anh chị mở, gân cơ nó mạnh lên, ô có khí vô nữa, các anh chị vận động nó hạn chế được những cái sự tổn thương khi vận động. Vậy thì có thể là đối với thể chất của mình chưa bằng người kia, nhưng mà mình sao lại trang bị mình có sức khỏe tốt, cái mình ra vận động cái là mình lại càng khỏe hơn. Cứ vậy đó thì từ từ các anh chị vượt trội thể chất của mình, vượt trội lên, nâng tầm thể chất của mình lên. Vậy thì lộ trình này các anh chị tập luyện đơn giản thôi, đó là các anh chị nhận được khí, các anh chị làm sao cho mạnh cái cọng gân này lên, cái cơ lõi phát triển lên, khớp mở ra để nó nâng cái thể chất của mình lên, làm giàu thể chất lên. Tại vì lớp này của mình là lớp tập luyện thì nó sẽ tập trung về thể chất là chính. Vậy thì các anh chị cần nhớ giúp Phương mấy cái này nè, các anh chị đạt được mấy cái này thì 5 tiêu chí kia có phải sức mạnh thay đổi thông qua việc các anh chị nhận được khí không? Không được khí. Rồi, vậy thì thay gân đổi cốt, cái tên nó đã nói lên cái việc cho các anh chị mạnh cái cọng gân rồi. Rồi ví dụ như bài tập siêu quá hay bài lắc không giữ trục, mấy bài đó những cái cách tập được sự hướng dẫn đó, các anh chị tập cái cọng gân và cái cơ này nó sẽ phát triển lên, nó phát triển nó dày lên. Cơ lưng của ai nè, cơ lưng phía sau nè, hai bên mình cơ lưng ở đây nè, nó dày lên. Các anh chị để ý á, cái rãnh đó, người ta có cái rãnh giữa cái cột sống á, hai bên cơ nó dày lên thì cái cột sống của người đó khỏe, tại vì gân cơ
nó bảo vệ cái cuộc sống của họ. Đây có chị nói là chị Cao Mai nói là khóa trước chị cũng có siêu áp ngàn cái với Phương hả? Rồi vậy thấy cả nhà trang bị cho mình sức khỏe tốt để từ đó các anh chị vận động, các anh chị đơn giản ra chạy 10 cây, 21 cây, hay các anh chị đạp xe, các anh chị bơi lội gì đó thoải mái rất là thông dong, vận động xong rồi lại càng khỏe hơn. Rồi các anh chị nắm tới đây ha, được hết các anh chị xác nhận với Phương cái để Phương đi tiếp. Không thấy ai nói gì hết, không biết các anh chị nắm được hay chưa. Được rồi thầy. Dạ Được rồi thầy ạ. biết ơn cả nhà. Các anh chị muốn siêu thoát ngàn cái đơn giản lắm, chỉ cần thông được khí, đúng kỹ thuật, tâm thái khi siêu thoát thì các anh chị làm được à. Chuẩn bị quýt của mình xác lập một cái kỷ lục thế giới, đó là siêu thoát 10.000 cái. Các anh chị mentor 4 này thực hiện ở Phú Quốc nè. Siêu thoát 10.000 cái là xác lập được kỷ lục thế giới. Rồi xác lập kỷ lục Việt Nam, xác lập kỷ lục châu Á. Ai làm tới 10.000 thì được xác lập ghi tên vào kỷ lục thế giới. Hôm vừa rồi thì các anh chị mentor 4 tập luyện siêu quá 10.000 cái, hơn 10.000 cái, thời gian khoảng tầm 5 tiếng. Thời gian khoảng tầm 5 tiếng. Rồi bây giờ mình đi tiếp vô nhạc khí ha. Thì hôm trước các anh chị được thầy Nhân chia sẻ đó là cơ thể của mình được cấu tạo từ đất, nước, khí, lửa và điện từ. Và nếu như các anh chị hiểu sâu thêm thì không phải là ngũ đại duyên hợp không, mà nó là bát đại duyên hợp, tức là tâm, tánh, tình, đất, nước, khí, lửa, điện từ. Thì chỉ cần các anh chị cân bằng được bát đại là các anh chị khỏe. Vì thì trong bát đại này nó có một cái đó là khí, nó cấu tạo nên cơ thể người của mình. Thì ngày hôm nay các anh chị nhận lại khí ha. Ai Để mẹ ăn gì kỳ cục vậy? Ôi, rốn nổi. Là em không có á. làm gì không kỳ cục vậy, em chỉ vẽ cái hình người thôi mà, nếu không đẹp thì chỉ nói không đẹp thôi chứ có gì đâu kỳ cục. Rồi vậy thì khí, khí thì một cách đơn giản đó là hơi thở, mình hít thở thôi. Vậy thì ở đâu là trung tâm bể khí của mình, hít như thế nào để nhận lại được cái khí của mình? Đâu là bể khí của mình? Bể khí của mình được chứa ở đâu? Ở bụng. Ở bụng. Dạ Bụng dưới ấy, dạ. đi lên cả nhà, nó có một cái điểm này là cả nhà, bên Đông y người ta gọi đây là một cái huyệt gọi là huyệt khí hải. Hay mình hay nghe gọi đó là vùng đan điền đó, khí tụ đan điền. Nhưng mà nó có một cái huyệt trên cơ thể của mình đó, đó là huyệt khí hải.
khí hải, hải là biển, nó là một cái bể khí, một cái biển khí của mình. Vậy thì chỉ cần các anh chị nhận khí được về đúng nơi đây, đưa khí về nơi đây, thì các anh chị nhận được cái khí của mình. Từ cái bể khí này nó sẽ phát huy khí trong cơ thể của mình. Vậy thì trước giờ ai hít thở ở hơi ngực thì có phải mình hay bị hụt hơi và chính mình cũng thấy yếu hơn? Nhưng mà từ khi các anh chị chỉ cần nhận được khí xuống khí hải thôi và sức mạnh sẽ thay đổi. Cội nguồn sức mạnh bắt nguồn từ khí, và các anh chị nhớ giúp Phương một câu, đó là dụng khí bất dụng lực. Khi các anh chị cần làm gì đó đối với dụng sức mạnh đó thì các anh chị nhớ đến khí, dụng khí bất dụng lực ha. Các anh chị cố gắng dùng cơ bắp của mình, nó chỉ tạm thời thôi và nó không được lâu, nhưng các anh chị, cái cơ bắp đó, nó là ngoại lực, nhưng mà các anh chị phát huy được cái nội lực bên trong của mình bằng khí á, sức mạnh của mình khủng khiếp lắm. Vậy thì bây giờ mình sẽ xác định cái huyệt khí hải để các anh chị tác động vào huyệt khí hải này, mở khí và từ đó các anh chị nhận được khí. Rồi, trước khi nhận được khí á thì cả nhà nắm giúp Phương một cái thuật ngữ này trong quá trình tập luyện hay càng tốt á. Ngữ này nó đi liền với mình luôn ha. Ý dẫn khí, ý dẫn khí, ý ở đâu thì khí sẽ tới đó. Ý dẫn khí, vậy thì ý ở đâu thì khí nó sẽ tới đó. Vậy thì chỉ cần các anh chị mình đặt cái ý thì khí nó sẽ tới ha. Đặt ý giống như hồi nãy chị Phùng Hằng có nói vậy đó, đặt ý học lớp này lớp kia, tức là lúc này cái ý muốn của mình khởi lên. Ví dụ như tí nữa các anh chị chuẩn bị muốn nhận khí về đúng cái hơi thở của mình, các anh chị đặt cái ý ngay tại khí hải, cái các anh chị thích thì khí nó sẽ tới. Tại vì ý dẫn khí, ý ở đâu thì nó khí nó sẽ tới đó. Vậy thì ở đây á, sau khi các anh chị nhận được khí, nhận một lần xài cả đời, tại vì nó là của mình, chẳng qua các anh chị quên thôi, ngày hôm nay các anh chị kích hoạt, các anh chị nhận lại. Tại vì hơi thở nó luôn đi liền với mình, khi nào các anh chị còn sống, các anh chị còn thở là các anh chị còn sức mạnh. Khi nào các anh chị ngưng thở thì các anh chị mới mất đi sức mạnh của mình thôi, tại vì hơi thở nó dính liền với mình mà, nó dính liền với sự sống. Vậy thì sức mạnh ai cũng như nhau hết, nhưng quan trọng người nào biết cách dụng khí này hay không thôi, biết cách vận khí để sử dụng cái sức mạnh của mình hay không thôi. Dụng khí bắt dụng lực, nghe cả nhà. Vậy thì sau khi ở đây các anh chị nhận được khí, sức mạnh của mình như nhau hết, sức mạnh như nhau hết, vậy thì ai thể hiện được sức mạnh của mình hơn nhau hay không, nó nằm ở chỗ cái khí này nè. Khí nhiều thì ít thôi, nhưng cách vận khí không thôi. Và một phần nữa đó là yếu tố về gân cơ, sau đó mới tới về gân cơ. Gân cơ của mình, gân cơ nó trợ thêm. Ví dụ như giữa Phương với lại chị Phùng đen đã nhận khí, hai người nhận được khí hết như nhau, nhưng có thể sức mạnh của Phương mạnh hơn chị Phùng, đó là cái yếu tố về gân cơ của Phương nó mạnh hơn, thì lúc này có thể sức mạnh của Phương sẽ hơn của chị Phùng.
Thì hồi nãy chị Dung Lê có chia sẻ đó, hiện thực đó là chị lên mà ba bốn người đàn ông đứng đẩy chị không ngã được á, đó là khi chị bằng được tiếng đó. Rồi chị thì các anh chị nhớ giúp Phương ha, nhận một lần xài cả đời, tức là hơi thở nó đi luôn, đi liền với các anh chị luôn trong suốt phần đời còn lại, chứ khi nào các anh chị ngừng thở thôi các anh chị không còn sống nữa. Vậy thì khi nào còn hơi thở thì các anh chị còn sức mạnh, còn hơi thở là còn sức mạnh. Ý dẫn khí, ý ở đâu thì khí sẽ tới đó. Rồi bây giờ xin mời các anh chị cùng đứng lên, mình nhận khí thôi, đã tới lúc nhận khí rồi. Đã tới lúc nhận khí rồi, xin mời các anh chị cùng đứng lên với Phương nào. Rồi bây giờ các anh chị xác định huyệt khí hải của mình đó, nó cách gúng, nó dưới gúng, cái lỗ gúng này là các anh chị, cái huyệt khí hải nó dưới cái gúng của mình 1,5 thốn, tức là cái thốn, cái lóng tay của mình là cái ngón tay giữa nè, cái lóng giữa ngay đây nè, nó là một thốn. Vậy thì một thốn gửi thì nó là một lóng gửi tay, thì các anh chị đo từ gúng xuống, các anh chị đặt xuống một thốn rồi thêm nửa thốn nữa là một thốn gửi, một thốn gửi từ gúng xuống. Vừa ăn no hả? Vừa ăn no thì không nên, tại vì ăn no quá các anh chị tập nó bị sợ hồi nó sốc nói á, nên hôm sau những ngày sau các anh chị ăn nhẹ trước khi tập. Rồi các anh chị xác định giúp Phương về khí hải dưới gốn ha. Rồi để cái tay lên ngay đây, rồi cho các anh chị cùng làm với Phương. Bây giờ mình phải kích hoạt nó để mình mở cái đường ống khí xuống, tại vì có thể trước giờ các anh chị hít thở bằng hơi ngực thì mình không dùng đến cái hơi thở ở dưới khí hải này, thì lâu quá không dùng thì nó bị nghẽn. Thì bây giờ mình kích hoạt bằng cách đó là các anh chị hóp cái bụng mình vô, hóp cái bụng sâu vô, thu gúng về sát cột sống, thu vô, thu vô, thu sát vô càng sát càng tốt. Rồi phình bụng ra, phình bụng ra, phình cái bụng của mình ra mạnh hết mức có thể. Lúc này chưa có hơi thở gì chân nha, chỉ là rồi tiếp tục hóp vô, hóp vô, rồi phình ra. Các anh chị đặt ý cái đây giúp Phương nha, hóp vô, rút cái gúng mình vô, rút vô, thu gúng về sát cột sống. Các anh chị kéo cái gúng mình sát vô cột sống giúp Phương, sát hết mức có thể. Rồi phình ra, rồi tiếp tục hóp vô, rồi phình ra. Rồi bây giờ các anh chị thả lỏng hết cơ thể giúp Phương. Các anh chị hít vô giống như cái bong bóng như nè, các anh chị lấy cái miệng của mình thổi cái bong bóng đúng không, cái khí nó đưa vô cái bong bóng nó to ra, cái các anh chị xả ra, cái nó xì, khi cái bong bóng nó xẹp lại thì giờ cái bụng của mình các anh chị hít vô bằng mũi với phường, thì khi khí nó đưa xuống dưới bụng thì cái bụng của mình nó phải to ra, nó phình ra, nó phình ra to bằng khí nha, chứ không phải mình cố tình mình đẩy cái bụng ra nha, mà là bây giờ khí nó đẩy ra. Rồi khi các anh chị thở ra thì các anh chị xì bằng đường miệng với phương, thở bằng miệng ra, xì cái miệng ra thì cái bụng của mình xẹp hết mức có thể ha, các anh chị làm theo cái khẩu lệnh của phương. Rồi bây giờ các anh chị hít vô phình bụng ra, hít mũi vô, hít vô phình bụng ra hết mức có thể. Con xin phép kéo cái áo lên nha, kéo cái áo lên, ừ, phình ra nè, rồi thở ra, xẹp bụng hết mức có thể, thở ra, xì ra, xẹp cái bụng mình hết mức có thể luôn, xẹp sát cho luôn, xẹp không còn một miếng khí nào luôn. Rồi tiếp tục hít vô, hít mũi vô, khí nó vô cái bụng mình nó phình to ra, cái bụng nó to ra nhờ có khí. Rồi các chị giả bộ lấy cái tay mình chọt chọt thử coi nó cứng không, nó dội ra, tại vì nó có khí nó dội ra. Rồi tiếp tục xì ra, để cái tay mình nghe về khí hải luôn, mình cảm thụ cái việc mà xì ra cái bụng mình nó xẹp đi,
Xẹt hết mức có thể luôn ha. Để cái tay mình nghe khí hải nha cả nhà. Rồi tiếp tục hít giò. Nạp khí vô, nạp mũi vô. Ví dụ như ai hít một hơi ngắn quá thì các anh chị hít hai ba hơi bình thường nha. Chứ đừng có hít một hơi mà ngắn quá cái bụng của mình chưa đủ khí cái mình ngưng. Cái mình nói cái bụng mình sao không có khí thì không được. Là ví dụ các anh chị hít hai ba hơi cho cái bụng mình nó đầy lên. Giống như các anh chị thổi cái bong bóng ra, thổi một hơi cái bong bóng nó chưa có to thì các anh chị thổi hai ba hơi cho cái bong bóng nó to ra, rồi thở ra, thở bằng miệng ra, xì ra, xẹt hết, rồi tiếp tục hít vô, căng hết cái bụng của mình vô luôn, căng nó luôn, hít vô bằng mũi, căng cứng hết luôn, rồi giữ khoảng 5 giây, giữ 5 giây, giữ 5 giây, rồi thở ra, xì ra, xẹt giữ 5 giây, xẹt hết cái bụng của mình giữ 5 giây, rồi tiếp tục hít lại giúp Phương, hít vô căng đầy cái bụng ra. Giữ 10 giây. Căng đầy cái bụng giữ 10 giây. Xì ra. Xì cho xẹt hết khí trong bụng. Giữ xẹt hết bụng rồi đúng không? Hết khí rồi đúng không? Giữ 10 giây. Có anh chị nào tu mồ hôi cho ta chứ Phương là run rướm mồ hôi à, nó nóng người lên rồi. Bây giờ là các anh chị lấy ngón tay cái của mình đặt vô việc khí hải, đặt vô cái tay đây. Vậy thì để biết cái việc mình nhận được khí hay không nó đơn giản gì nè cả nhà, nó đơn giản thôi, đó là không có khí. Ví dụ Phương lấy một cái hình của cái quả bóng đây nha, cái trái banh đi nha, hình trái banh đi. Khi trái banh nó bị không có khí đúng không, nó sẽ hết khí thì có phải mình bóp cái tay mình bóp vô trái banh nó mềm không, khi trái banh nó có khí nào mình bóp vô lực bên ngoài tác động vô thì trái banh nó mềm, nó bị mình bóp mềm đi, mình bóp nó mềm đi, nhưng mà khi nó có khí vào có phải nó đẩy cái tay mình ra, nó đẩy ra, nó căng cứng cái quả banh và cái tay mình bóp vô không vô đúng không cả nhà. Kim Tương chưa hiểu là sao, Kim Tương mở mắt lên nói đi. Chưa hiểu là chưa hiểu cái gì. Nói đi Dạ em chị. chào thầy. Thầy có nghĩa là mình hít vào thì bụng bụng mình bụng mình sao ta? Xì ra. Hít vào là cái bụng của mình chứa khí đúng không? Thì nó chứa khí thì cái bụng nó sẽ to ra, còn khi thở ra thì nó xẹp hết khí thì cái bụng nó xẹp lại. Giống như bây giờ chị cầm cái bong bóng chị thổi nè, em thấy cái miệng thổi nè, thì có phải bong bóng nó được đưa khí, khi mình đưa vô cái bong bóng nó to ra không? Rồi vậy thì khi chị xả cái bong bóng ra cái bong bóng nó xì hết khí thì có phải bong bóng nó xẹp lép không? Vậy thì cái bụng của mình cũng vậy, thì khi mình hít mũi vô thì cái bụng mình có khí thì nó đầy căng cứng cái bụng ra, và khi thở ra cái bụng nó xẹp xuống hết thì nó mất khí thì bụng nó xẹp thôi. Rồi bây giờ tiếp tục nè, vậy thì để biết mình có nhận được khí hay không thì Phương lấy hình ảnh một quả bóng, các anh chị hình dung với Phương nha, cái banh của mình á khi nó không có khí thì nó mềm xèo, cái banh nó bị mềm lại, cái banh của mình xả hết khí nó mềm lại các anh chị, nó không có miếng khí nữa, nó mềm hết. Nhưng mà lúc này các anh chị đưa khí vô thì trái banh của mình sao nó căng ra, nó căng tròn căng cứng quả banh ra, cái tay của mình nó được đẩy ra. Vậy thì bây giờ nghe cái bụng của mình hình dung nó là trái banh đây, quả banh ngay đây đây, các anh chị đặt cái tay của mình vô nghe huyệt khí hải với Phương, các anh chị thở hết và thở lỏng hết, bụng của mình không có miếng khí nào hết, xì xả hết, các anh chị lấy ngón tay của mình nhấn vô, nhấn nhẹ vô thôi, nhấn nhẹ vô không có khí là nó lúng cái ngón tay mình vô đúng không, nó lúng vô rồi giữ ngay đó. Rồi các anh chị bây giờ hít nè, hít mũi vô nè, đặt ý ngay tại khí hải nha, bây giờ ý của mình đang đặt tại ngón tay nha, chỗ khí hải á, các anh chị hít mũi vô đưa khí xuống khí hải,
đưa vô, có phải bắt đầu cái chỗ khí hải cái bụng của mình nó đẩy cái lỗ tai mình lên không, bắt đầu nó đẩy 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 lên đúng không, khi nó vào nó đẩy lên và lúc này cái bụng của các anh chị nè nó có khí nó căng cứng ra, cái tay của mình nè các chị thử ra đụng vô nó nhắn vô nó dội ra là lúc này các anh chị đã nhận được khí rồi đó. Rồi làm lại ha. Rồi đặt cái tay mình vô vị khí hải. Đặt ý tại khí hải. Hít vào. Hai hơi mình ngắn thì mình hít hai ba hơi hết cả nhà. Tiếp tục hít khi nào cho cái bụng của mình nó căng cứng thì thôi. Rồi các anh chị thấy là cái bụng của Phương nè. Bây giờ cái tay Phương nhắn vô là nó dội ra được không? Đó. Là mình đã nhận được khí rồi đó, các anh chị nhận được khí rồi đó. Giờ thở ra nè, xì hết khí cái ngón tay mình nhấn vô nó bị lún vô tại vì nó không còn khí để bảo vệ nữa. Vậy thì ngay lúc này khi mà cơ thể của mình không có khí, bị yếu khí thì một lực bên ngoài tác động vô nó sẽ bị tổn thương bên trong, nó tổn thương bên trong. Vậy thì khi các anh chị hít làm cơ thể mình nhận được khí và thông khí, cơ thể tràn đầy cái khí này nó giống như quả banh vậy nè, nó căng cứng ra thì một lực bên ngoài tác động vào thì bên trong nội lực bên trong nó đẩy ra. Các anh chị thấy khi quả banh mà được bơm căng cứng, các anh chị có lấy cái cây các anh chị đập vào nó dội ra đúng không, rồi các anh chị đá nó đá vô tường cái nó dội ra nó không có bị tổn thương gì hết. Vậy thì lúc này sao ạ, nó phát huy được cái nội lực của nó là khí, nó được bảo vệ bởi khí. Vậy thì khi cơ thể của mình được đầy khí thì một lực bên ngoài tác động vô, chỉ cần các anh chị có khí nó sẽ bảo vệ cơ thể của mình, hạn chế những cái tổn thương bên trong. Rồi anh chị nào nhận được khí rồi có thể raise hand lên hoặc giơ tay lên cho Phương được biết không ạ, à? Hoặc là các anh chị có thể mở mic lên các anh chị cho Phương biết nhận được khí. Em có nhận được Được khí rồi rồi ạ. ạ. Em nhận Dạ được rồi em thầy cũng ạ. được rồi ạ. Ông Các thầy anh dễ chị thương. like lên gì với Phương trên màn hình đi để cái Phương quan sát trên màn hình ha. Ai nhận được cái để Phương biết ha. Nhiều anh chị nhận được tốt quá nè. Chúc mừng cả nhà. Rồi ai ai chưa nhận được thì các anh chị giúp đỡ Phương. Bây giờ các anh chị đang nghe em nè, bây giờ các anh chị hạ tay xuống hết đi. Chỉ cần cả nhà đã nhận được khí ha. Rồi bây giờ các anh chị nào mà chưa cảm thấy mình chưa nhận được khí hoặc là không biết mình đã nhận được hay chưa thì các anh chị raise hand lên để Phương hỗ trợ cho. Hiện tại Phương đang thấy có Bùi Ngọc Anh nè, Phùng Hằng nè, Ngô Yến Nhi nè, rồi G Trần nè, rồi 888 thì 888 nãy giờ giơ tay nãy giờ lâu rồi. Bây giờ xin mời Phùng Hằng đi. Xin mời Phùng Hằng ha. Bây giờ chị Phùng Hằng hỗ trợ em hạ cái camera xuống để em thấy được chỗ cái bụng của chị. Rồi các anh chị còn lại quan sát luôn ha, Phương hỗ trợ cho chị, các anh chị còn lại quan sát luôn ha. Được chưa ạ? Rồi được cái đó chị, bây giờ Phùng Hằng ở đâu? Chị xác định giúp Phương. Rồi Đây ạ. bây giờ chị đứng quay nghe gì đây để người ta thấy được cái bụng của chị khi gấp. Nếu vậy thì dùng tay kia để cái tay không bị che. Rồi bây giờ thả lỏng cái bụng ra hết không có khí, chị lấy ngón tay chị nhắn vô à, coi nó lún vô không, đẩy vô là nó bị lún đúng không. Vâng ạ. Bây giờ nè, thì khi có khí vô nó căng cứng cái bụng mình lên thì cái ngón tay của mình nó bị dội ra. Thì bây giờ ý dẫn khí, ý của chị đặt ngay tại khí hải giúp em. Bây giờ chị muốn khí về đó đi, đặt ý ngay đó rồi chị hít vô, hít mũi vô, hít vô, hít vô.
Hít vô, đừng có xì nha, cái này đang hít vô nha. Rồi. Hít vô, tiếp tục hít vô. Thì có phải cái bụng lúc này nó đang căng lên không? Cái bụng dưới của mình nó đang đẩy 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 ra đúng không? Vậy là chị nhận được khí. Gò đầu tự lấy ngón tay nhấn vô, nhấn nhẹ nhẹ vô coi, nó dội ra không? Đó. Vậy là chị nhận được khí rồi đó. Là có thể trong quá trình một hơi thở của chị hít một cái nó chưa đủ cái khí ở bụng thì chị hít giúp em hai ba hơi, rồi bây giờ xì ra, xì miệng ra, ngón tay đẩy vô xì miệng ra, xì ra xả khí hết ở bụng, rồi đẩy ngón tay vô, đẩy vô ngón tay cái, đẩy vô, là có phải nó lúng ngón tay vô đúng không? Rồi bây giờ tiếp tục hít vô, hít vô, hít vô, hít vô khí vô, nó đẩy ngón tay mình ra. Rồi, rồi chị xì ra đi. Rồi ngay lúc này nè, phát huy sức mạnh của mình này nha. Chị cung nắm đấm lại giúp em đi. Chị nhìn em nè, chị nhìn em nè. Cung nắm đấm lại, nhấc ngón tay cái mình lên. Đưa vô cái miệng khí hải của mạnh vô. Rồi dùng tay bên kia còn lại, đẩy vô luôn. Tức là lúc này cái lực bên ngoài á, ngoại lực bên ngoài đẩy vô, tức là giống như ai đang đang đẩy gì gì đó ha, họ đang dùng lực bên ngoài. Lúc này chị sẽ dùng nội lực bên trong của mình, đó là khí, để đẩy người ta ra. Tức là lúc này chị sẽ đẩy ngón tay của chị đi ra, ngón tay bên ngoài thì nhấn vô, dùng lực bên ngoài nhấn vô, khí bên trong hít vào căng cái bụng ra để đẩy ngón tay ra. Rồi chị nhấn ngón tay chị vô đây, nhấn ngón tay cái vô, nhấn mạnh vô, rồi tay kia nhấn mạnh vô. Rồi hít vô, đẩy ngón tay cái mình ra. Lúc này ngón tay cái tiếp tục nhấn vô nha. Tiếp tục lực bên ngoài là ngón tay cái, lực bên ngoài đẩy vô. Bên trong khí hải của mình hít vào, khí nó đẩy ra. Sao, chị thấy sao, đẩy ra không? Chị cho em biết coi. Có phải nó đẩy ngón tay chị ra không? Dạ em thấy có, nhưng mà có cái là em đang đang không hiểu ở cái vấn đề là khi mà em hít hơi sâu ấy, hít vào ấy, thì em cảm thấy cái phần vai này này nó bị căng cứng, thì có phải như thế là em hít không đúng cách không? Chị đang bị gồng, chị đang Đúng bị rồi gồng, ạ, đúng rồi. chị Vâng đặt vâng cái trọng lượng với cái bụng dưới này thôi, chị đừng có gồng vai gồng gì hết, chỉ đơn giản hít cái mũi vô khiến nó đi thẳng xuống khí hải, đúng rồi ạ. Đây cái đấy, khi đừng mà có gồng, em đừng làm có theo gồng. lệch này thì em có cảm thấy là em nhận được khí, nhưng mà cái phần vai của em nó vẫn hơi bị cứng, nó hơi bị gồng lên Sao đấy. đâu, tập luyện vài bữa nó quen thôi, tại vì bước đầu cơ thể nó chưa quen, nó gồng á, nhưng mà cảm thụ cái sức mạnh của mình chưa? Có cái thế là Ngay lúc này chị đang cảm thấy được mình có khí chưa, có nhận được ạ. chị là chị có sức mạnh rồi đó, chỉ cần các chị cảm thấy cảm nhận được mình có khí là các chị có sức mạnh rồi, cảm thụ được. Ví dụ như bây giờ nè, ví dụ như bây giờ mình đưa khí ra tay, đưa khí ra chân, đưa khí ra lưng, ví dụ như bây giờ Phương nói ví dụ như việc đưa khí ra ngực đi ha, hít vô, hít vô xuống khí hải, cái đặt ý mình lên cái ngực, bơm ra, cảm thụ được cái ngực của mình nó phùng phình lên, rồi lúc này mình cảm thụ được, cảm giác được cái ngực của mình có khí. Vậy thì khi các anh chị cảm nhận được cái việc mình có khí như vậy, các anh chị ẵm bé A lên một cách nó rất là đơn giản. Các anh chị mà đang hết mà bị căng tức cái ngực và bụng trên nào, từ từ đi là nó thông xuống đó rồi ha, đừng có vội, đừng có vội. Rồi bây giờ là chị Phùng là nhận được rồi đúng không? À, được rồi ạ. Bây giờ ở nhà có ai không, có ai để mình hỗ trợ cho mình để thể nghiệm cái sức mạnh không? Dạ không, không có, mỗi mình em thôi. Phải có ai thì ẵm bế rồi để mình thể nghiệm sức mạnh, không sao, không sao, tự lấy ha. Rồi. Dạ, em biết ơn thầy ạ. Rồi các anh chị còn lại nó y vậy đó. Rồi bây chinh chàng ha, giao lưu với chinh chàng cái, chinh chàng xin mời chinh chàng. Chào thầy.
Thầy, em tập đúng kỹ thuật rồi, nhưng mà em gặp một hai cái vấn đề. Một là sau khi em làm vài lần hít thở thì em bị choáng, với lại cái thứ hai nữa là em bị đau ở cái vùng mà vùng hang vị ấy, cái vùng điểm giữa hai cái xương sườn ấy. Không sao đâu, bước đầu nó trong quá trình nó làm thông suốt cơ thể thì có thể chỗ đó nó chưa được thông, thì quá trình nó làm hơi tức hơi đau thôi. Còn cái việc chó mình xem lại coi nãy giờ mình có không ăn á, cái nó thiếu một năng lượng, cái dùng cái khí khí vô cái vượng quá, cái nó làm mình chó. Thì hôm trước thầy Nhân có chia sẻ với cả nhà mình về khí huyết chưa ta, tức là khí em huyết em mà không ngại. khí nó vượng quá và biết nó kém thì nó làm mình bị chó. Vâng, Đi tập đấy hôm vậy nay mới học buổi đầu. dạ, tập về bữa luôn mình lại. Vâng, Và em cảm ơn thầy. ý dẫn khí, ý ở đâu thì khí ở đó. Vậy thì quá trình mình hết xuống đây cái mình giữ ở đây hoài luôn, cái bản chất khí nó sẽ xông lên trên thì nó làm xông lên đầu của mình, nó làm chó. Hoặc là các anh chị đang hết khí mà suy nghĩ ở đây, cái ý nó đầy, cái khí nó xông lên nó cũng làm mình chó nữa. Thì hôm sau, những buổi hôm sau thì thầy Nhan sẽ dẫn dắt các anh chị vô quá trình tập nữa. Chỉ cần hôm nay các chị nhận được khí thôi và cảm nhận được sức mạnh của mình thay đổi là ok. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Dạ. Ủa, chị Phùng Hằng còn giơ tay là sao? Chị mở chị hỏi Nhưng mà gì? em chưa hạ tay đấy ạ, em chưa hạ tay thầy Cần chị. Dạ, ạ. bây giờ Phương sẽ mượn một người anh vô để hướng dẫn cho các anh chị để biết cách quá trình mình ẩm bế để thể hiện sức mạnh, thể hiện sức mạnh của mình khi các anh chị nhận được khí ha. Các anh chị đợi Phương tí xíu. Đây là người mẫu của Phương, máy khóa là Phương đều nhờ anh hỗ trợ trong quá trình nhận khí và có sức mạnh. Các anh chị nhớ với Phương nào, sợ sợ là tán khí, sợ hãi là nó tán đi, tại vì mình sợ mà. Chỉ cần trong quá trình mình làm một cái gì đó các chị sợ hãi một cái đó thôi là nó bị tán cái ý của mình đi, là khiến nó tán đi liền, là mất đi sức mạnh. Nên các anh chị đừng có sợ. Từ khi các anh chị nhận được khí rồi á, các anh chị có sức mạnh, dù là gặp một người người ta bự con hơn mình, các anh chị cũng đừng có sợ người ta mạnh hơn quá. Thấy người ta bự con quá cái mình sợ, không không sợ. Các anh chị nhớ là các anh chị có khí mà cội nguồn sức mạnh nó đến từ khí, đừng thấy người ta có cơ bắp mà mình sợ. Tại vì những điểm yếu của mỗi người á, các khớp nó là những cái điểm yếu, tại vì khớp nó không phải là lực, sức mạnh nó nằm ở khớp đây đâu, khớp nó là yếu, tại vì á khớp nó là nơi truyền tải lực. Vậy thì quá trình mình không biết cách giữ khí ở các khớp này thì các anh chị sẽ thấy nó bị yếu đi. Vậy thì người ta, các anh chị thấy người ta có cơ bắp bự con cái nào đi chăng nữa, các anh chị chỉ cần biết cách sao khóa một cái điểm khớp của người ta thôi là người ta phải sợ các anh chị, tại vì khóa cái khớp mà nó đau chịu nổi. Hoặc là các anh chị nào mà biết cái cách khóa một số thế khóa cái khớp, người ta chịu, người ta gãy khớp luôn, gãy tay gãy khớp luôn, xa khớp luôn, thì khi mình nhìn thấy người ta bự con mình đừng có sợ ha, sợ là mình sẽ bị tán khí thì lúc này nó mất đi sức mạnh của mình. Ví dụ như vậy này, người ta bự con này đúng không, cái mình đưa cái tay mình nắm ngay cổ tay người ta, gì là mình đưa cái vai mình vô, các chị nghĩ rồi gạt xuống thử gì không, nó gãy cái khớp vai đây không, cái tay mình gạt gãy đúng cả khớp vai. Nên khớp á nó là cái điểm yếu ha, nên thấy người ta bự quá các anh chị đừng sợ, bắt quá mình bỏ mình đi thôi. Tại vì hồi nãy anh vừa vô cái Phương nhờ cái anh sợ, anh nói nãy giờ đang làm ngoài kia mất sức rồi, sợ vô thể hiện sức mạnh không nổi, cái Phương sẵn có cái chia sẻ với các anh chị nên á sợ cái là nó Có mang thể xuất nó mất khí, nó tán khí lực đi ha. Vậy thì bây giờ các anh chị, Phương hướng dẫn các anh chị để
thể nghiệm cái sức mạnh của mình đối với người thân của mình nào. Dù người ta có bự hơn mình đó thì các anh chị cũng đừng có sợ. Vậy thì bây giờ trọng lượng của mình đang là 50 kg đi, thì bây giờ mình nâng dần dần lên. Trước giờ mình có thể làm một cái nâng cái vật gì đó mà tầm 20 kg mình không nổi, thì ngày hôm nay mình tìm ai đó 30 kg, 40 kg nào đó, mình thể nghiệm từ từ lên. Cái mình bê lên được 40 kg thì mình thể nâng lên 50 kg, 60 kg hay 70 kg. Vậy thì bây giờ Phương hướng dẫn các anh chị ha. Các anh chị bước ra, đứng hai chân chuẩn chân của mình xuống. Rồi người ta sẽ đứng kế bên, người ta câu cái cổ mình như thế này. Câu vô. Rồi tay này câu vô giúp Phương. Rồi cho người ta nhấc cái chân lên. Anh nhấc cái chân lên. Mình đưa hạ người mình xuống nào. Đưa cái chân người ta vô cái tay của mình. Lúc này là các anh chị có khí ha. Hiển nhiên là bây giờ các anh chị đã có khí. Các anh chị thích vô, các anh chị có khí rồi. Rồi các anh chị ẵm bế người ta lên, nâng người ta lên, rồi nhấc cái chân lên, rồi ẵm đi thôi. Và ngay lúc này đừng có sợ mà cũng đừng có cười, cười là nó cũng tán khí. Các anh chị cứ đi vừa hít thở, vừa đi vừa hít thở ra những khí ở trong trục cuộc sống của mình, vừa đi vừa hít Phương còn có thể ầu ơ với giàu ảnh nữa nào không, giống như quen bé vậy đó cả nhà. Thầy ấm như ấm em bé thầy ạ, như em ấm em bé 2 tuổi ấy, sướng thế. Thì các anh chị làm như vậy đó, nhiều chị chia sẻ với Phương đó là bế được chồng, thì Phương hướng dẫn cách bế ha. Đó là cho người ta câu vô cái cổ của mình, cái tay này câu vô, một tay này mình bỏ cái vai, tay này nâng cái chân lên. Các anh chị có khí, các anh chị giữ khí lên nào. Rồi các anh chị nhắc người ta lên, nhớ ha, giữ khí lại, giữ khí trục cuộc sống lại đó. Bế nhẹ nhàng thôi, đi nhẹ nhàng thôi. Anh kiệt nhiêu ký? 56 kg. Ảnh 56 kg. Trời ơi, như là bé em bé 5 kg vậy. Nhẹ nhàng quá thầy ạ. Hồi Ừ. xưa ở dưới quê Phương giác lúa ha, Phương giác được bao lúa 40 mấy ký là người ta đã nói Phương mạnh rồi đó các anh chị. Bao lúa hồi xưa giác ở dưới quê giác 40 mấy ký là đã thấy mạnh rồi đó. Hồi xưa chưa biết gì về khí hết, dùng sức mạnh cơ bắp. Nhưng mà bây giờ biết về khí rồi, các anh chị thấy không, cũng 5 mấy ký mà mình nhắc lên nhẹ nhàng. Rồi hoặc là mấy chị nữ có thể làm như thế này nè, mình không biết cách thế, người ta bự quá mình không đủ cái tay để ẵm, thì các anh chị có thể cõng. Rồi cõng nha, các anh chị giữ khí trong người, rồi hạ người mình xuống tí xíu để nách người ta lên nào, đỡ người ta lên. Rồi các anh chị giữ khí, các anh chị đi thôi. Rồi anh câu hai cái chân lên, nhắc hai chân lên đó, đi lên. Hôm bữa có bạn kia, bạn có 40 mấy ký thôi, bạn cõng người, cõng hai người 80 ký, tức là mỗi người 40 ký, một người câu phía sau, một người câu phía trước là 80 ký. Bạn đi nữ đó nha, nữ sau khi nhận được khí, trước đó mình làm là xì hết hơi không, trong quá trình cứ hít thở thôi, giữ khí trong người, hít thở thôi. Thì các anh chị cảm thụ nè, ý ở đâu thì khí ở đó. Ví dụ như ẩm người ta ở tay thì các anh chị dịch chuyển ý mình ra tay để bế lên, rồi giữ khí ở trong cuộc sống của mình để giữ được các đốt sống vậy đó, thì các giữ ý vậy thôi. Thầy ơi cho em hỏi một chút xíu thôi ạ. Dạ Dạ thưa thầy, vậy muốn khi mà mình ẵm lên vậy thì mình có phải hít một hơi dài, hít sâu một một hơi không ạ? Có phải hít sâu vào không ạ? Hay là mình hết để mình lấy khí, mình hết để mình lấy khí. Còn dạ. về đó, bây giờ các anh chị nhận được khí rồi, hiển nhiên trong cơ thể mình có khí rồi, các anh chị không cần phải hết. Nhưng mà ai cảm thấy, mà cảm thấy mình cần hơn thì các anh chị cứ hít vô một hơi rồi mình Dạ. bế thôi. Cứ Dạ, bế vậy em cảm ơn thầy. hít thở, chứ không phải là các anh chị nín thở nha. Các anh chị vừa đi, các anh chị vừa hít thở để khí nó lưu Vâng. thông. Dạ, hít thở bình thường ạ. Hít thở đưa khí về khí hải. Hồi Dạ. nãy tôi thấy chị Kim Tương ở đây, chị cũng bế hình như bế con của chị. Có thấy mấy anh chị làm? Em chưa thử bao giờ nhưng mà chắc là mai em sẽ thử với một bạn. Lượm lê nói Thầy, là bế mẹ chồng đó. thầy cho em xin hỏi một câu, có phải là lúc mà mình
mình cắm một ai đó thì cái hơi thở mình vẫn thở bình thường à, có phải không thầy? Cứ hít thở bình thường vậy chứ không muốn nín thở, tại vì quá trình này lưu lượng khí nó lưu thông mà, chị nín thở thì chị làm được tí xíu là chị bị cục hơi, chị phải hít thở Dạ, chứ, chị con biết rồi thầy. hiểu không? Vừa ẩm vừa bé gì hít thở. Vậy hồi xưa tới giờ là mình nghĩ là sức mạnh nó đến từ cơ bắp, thì các anh chị thấy á, cơ bắp các anh chị phải tập luyện rồi mọi cái thì các anh chị mới có thể là nâng được cái sức mạnh của mình, nên nhiều người cảm thấy là mình ghiên cái bình nước gì đó 20-30 kg mình ghiên không nổi, nhưng mà thực chất ra khi các anh chị nhận được khí thì 20-30 kg nó đơn giản lắm, chỉ cần các anh chị biết cách vận khí là sức mạnh các anh chị thay đổi, và từ đây trở về sau các anh chị thay đổi giúp Phương sức mạnh của mình đến từ khí ha, dũng khí, cội nguồn sức mạnh của mình đến từ khí, và mình không bị dính chấp vào cơ bắp nữa, tại vì các anh chị nghĩ là có cơ bắp cuồn cuộn thì các anh chị mới mạnh được, nhưng mà không, cơ bắp mình bình thường các anh chị có khí là các anh chị mạnh. Hồi nãy có một chị nhắn với Phương là ẩm mẹ chồng kìa, không biết chị còn ở đây không, chị có thể lay hand lên không để có thể cho mọi người hiện thực một cái. Lương Lê xin mời chị, em spotlight chị lên ha, chị mở mắt đi chị. Dạ em biết ơn thầy đã gọi em ạ. Mới ẩm mẹ chồng hả? Dạ vâng. Đâu mẹ chồng đâu, còn đây không, điện thần cái nữa. Chị có thể tắt cái background được không, để trong quá trình chị di chuyển á, để mọi người thấy nhiều Dạ, khi. cảm ơn thầy. Dạ, em mời cô. Cháu được học tập được giáo mai. Dạ. Mẹ em gửi lời biết ơn thầy và ban tổ chức là Dạ. cho em được học tập để mẹ em cũng được học tập để được khỏe mạnh ạ. Rồi bây giờ chị tắt cái background đi để nó không có bị là lên cái hình đó. Vâng, để em Để em một chút, em vẫn chưa nhìn ra đấy. Ok Đó. đó chị. Rồi bây giờ nhờ chị ha, nhờ chị bế cô. Em bế mẹ bây giờ đúng không thầy? Dạ đúng rồi, để bây giờ đâu cho mọi người có hiện thực. Rồi bắt câu vô, rồi bấm bà lên đó, các anh chị thấy nhẹ nhàng đơn giản không? Hồi xưa thì gu con đúng không, bây giờ con ổng dạ biết ơn Cô. cô, dạ con biết ơn cô. Sao chị bé nó nhẹ nhàng đúng không? Dạ vâng ạ. Em biết ơn thầy, hôm nay là em được học là sức mạnh không đến từ cơ bắp mà đến từ khí, và chúng ta chỉ cần tác ý khí của mình ở đâu thì mình tập trung vào đấy ạ. Dạ. Dạ, em biết ơn thầy nhiều ạ. Em cảm ơn cả nhà. Yeah. Cảm ơn chị. Tại vì các anh chị chắc vào cơ bắp thì mình chưa có cơ bắp thì các anh chị nghĩ mình không có mạnh, nhưng mà chỉ cần các anh chị nhớ đến khí giúp Phương, cội nguồn sức mạnh đến từ khí, ngày hôm nay các anh chị đã nhận được khí là các anh chị đã có được sức mạnh của mình rồi, và những ngày còn lại tập luyện để thông khí cơ thể, tập thay gân đổi cốt, rồi lắc không giữ chuột và một số bài hỗ trợ, nó giúp cho mình phát triển cái động cơ lên, để từ đó nó bảo vệ cái cột sống của mình được mạnh khỏe hơn. Thì mình hít thở, Thiên Hương mình hít thở giống như nãy giờ Phương chuyển giao cho các anh chị hít thở gì đó, cứ hít mũi thở miệng ra bình thường thôi, hít xuống khí hải nè, các anh chị nhận được khí rồi thì các anh chị hít xuống khí hải, rồi các anh chị dịch chuyển cái ý của mình, ví dụ như bây giờ ha, ví dụ như bây giờ là cái ghế này đi, nó là một cái vật nặng đi, cái ghế này nó là một vật nặng 100 kg đi ha, ví dụ cái ghế này nó là một vật nặng 100 kg đi, cái bây giờ Phương chuẩn bị nhắc cái ghế này lên, thì hồi
xưa tới giờ Phương không biết gì về khí hết. Cái Phương khòm xuống nào, Phương dùng sức mạnh cơ bắp để Phương cố gắng nhấc nó lên, thì đôi khi các anh chị sẽ bị tổn thương ở cái vùng đốt sống thắt lưng này, làm trượt cái đốt sống của mình đi. Nên nhiều người làm cái gì đó nặng cái nó trượt cái đốt sống, các anh chị bị đau cái lưng luôn, thì nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ mình có khí rồi, các anh chị hít vô, đưa khí vô, hít khí xuống khí hải nào, mũi nào, hít khí xuống khí hải nào, rồi khí cơ thể nó đầy đúng không, Phải không? tai của mình là đúng không, thì các anh chị dịch chuyển cái ý của mình, đặt cái ý ra tai, đặt cái ý của mình để nhắc cái này lên nhẹ nhàng, thì các anh chị nhắc năng lên thôi, thì lúc này khí nó ở tai, sức mạnh nó phát ra tai, rồi cứ gì cứ hít thở. Thì bây giờ Phương hít thở các anh chị đâu có thấy được, nên Phương phải nói đó là các anh chị hít thở, hít mũi thì cứ thở miệng vậy thôi, hít mũi thở miệng ra vậy đó, thì năng lên thôi. Sợ là bị tán khí nha, nên đừng có sợ, sợ là tán khí. Rồi vậy thì những anh chị nào mà cơ bắp gân cơ nó chưa có đủ mạnh, thì những ngày này nhớ tập luyện giúp Phương 12 động tác và các động tác hỗ trợ để làm mạnh cái cọc gân của mình lên, rồi phát triển cái cơ lõi của mình. Tại vì ý dẫn khí, ý ra đâu thì khí ra đó, mà cội nguồn sức mạnh nó đến từ khí. Vậy thì có phải các anh chị nâng lên là cái tay này các anh chị nâng đúng không, thì các anh chị phát huy sức mạnh của mình ở ở tay, vậy thì các anh chị phải dịch chuyển cái ý của mình ra tay, thì các anh chị nâng lên thôi. Đơn giản gì đó cả nhà, sức mạnh của mình thay đổi trong vòng một tích tắc sau khi nhận được khí. Rồi vậy thì bây giờ khí nhận được rồi, làm cho cơ thể mình thông khí. Ngày hôm nay thì cũng muộn giờ rồi, nhưng những hôm sau thì thầy giáo nhân sẽ hỗ trợ cho các anh chị thông khí ha. Vậy thì bây giờ các anh chị hít nào, bằng mũi vô, hít vô nó đi xuống tới khí hải, được chưa? Lúc này mình cho khí ra tay, ra chân. Cho nó dọc theo cuộc sống của mình, cho nó thông khí hết toàn bộ cơ thể. Thì chỉ cần sao ạ, cơ thể của mình thông khí thì việc các anh chị chạy bộ, squat, vận động gì đó rất là nhẹ nhàng, tại vì nó có khí. Thầy ơi cho em xin tập 12 động tác hả? Những ngày kế tiếp thầy giáo nhân chuyển giao, nên các anh chị yên tâm ha, chỉ cần các anh chị vào lớp tập thôi là các anh chị được chuyển giao tập luyện. Vậy thì tập thay gân đổi cốt nó giúp cho các anh chị thông khí cơ thể và mạnh cái cọng gân lên. Squat hay lắc hông giữa chột gì cũng vậy, hay là các động tác hỗ trợ, những cái bài tập sắp tới là hỗ trợ cho các anh chị thông khí. Được thế cả nhà, anh chị thấy lộ trình các anh chị tập luyện thấy nó đơn giản không, và sức khỏe các anh chị thay đổi, thể chất của các anh chị được thay đổi. Vậy thì sau này mọi loại vận động các anh chị chơi, các anh chị đừng, các anh chị chỉ cần nhớ giúp Phương khí, thể khí nha, thể khí, thể điện từ, gân, cơ, khớp, thì các anh chị cứ thoải mái trong quá trình các anh chị chơi vận động. Chị Kim Tư hít vào bụng phình ra thì đúng rồi đó chị, là chị nhận được khí rồi đó. Rồi chắc tới đây hai cả nhà. Phương thì không biết thầy giáo nhân có chia sẻ có 1 giờ như Phương hay không, chứ Phương thì Phương nhiều chuyện lắm, nên thường là mấy cái buổi mà tập luyện hay gân đổi cốt của Phương là Phương đều bị trễ giờ hết. 1 giờ kết thúc nhưng mà đa phần từ 1:15 đúng không ạ, 1:15 trở lên đúng không, nên Phương rất là biết ơn các anh chị đồng hành với Phương tới thời điểm này ha, tuy là đã muộn giờ nhưng mà các anh chị vẫn đồng hành, biết ơn cả nhà mình. Chúng em lại rất là biết ơn thầy đã Ơn thầy và cả nhiệt nhà. tình.
Vâng, đúng rồi thầy, em chào Tập cả luyện nhà và cùng thầy chúng cho em cái luôn. nào. Rất là biết ơn Ừ. thầy ạ. Em chào Ơn hôm thầy nay cho cô. Ơn chị thầy. lần sau các anh chị thông khí ha và mạnh răng đồ lên. Dạ. Vâng ạ. Em chào thầy ạ. Ơn Lâu thầy, một người thầy tâm huyết. vừa mới được gặp Biết ơn các anh thầy, biết ơn chị thầy. là Em chào thầy, chào cả lớp ạ. thầy chào cả nhà. Dạ bye bye cả nhà, hẹn gặp lại các anh chị sau tháng 2 ha, tháng 2 Phương sẽ quay trở lại. Phương nhờ thầy giáo nhân lên lớp với Phương hết tháng 1, tháng 2 Phương quay trở lại. Em biết anh Dạ. thầy, giờ thầy mà em mới lấy khí được. Dạ Em biết biết anh thầy. ơn con gái. Thầy. Chúc các anh chị Thầy. thể chất của mình lên. Bye bye cả nhà. Bye 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 thầy. thầy.